Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai tàn ha. Đó, bông đẹp quá sáo quý vị ơi. Hiền đứng bên kia đây. Túc đây à, trốn rồi. Trốn rồi. Chào anh Tấn, chào toàn thể cô chú anh chị em trên toàn quốc nha. Hôm nay em cũng có số mai tàn với mấy cây bông trang giao lưu cùng cô chú anh chị em mình ha. Em ở ấp Long Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0976533164, đó cũng là số Zalo của em ha. Này là hình thức em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Em đi vào cây đầu clip của mình là cây số 1 ha. À, cao nó tầm khoảng 1m3 ha, tán ngang là 1m4. Rồi, bông thì trổ rồi, đẹp rồi ha. Rồi, quanh nhiêu em? Quanh đây là 30 ha. Rồi, 30 quanh nha quý vị. Cây này thì trổ là bao bông đẹp ha. Dướng gì ơi, gì ơi, gì ơi. Cú. À, bông nè quý vị. Cú người thì đừng cú đầu. Hai lớp ha. Bông đẹp ha. Tay cành ở trong quý vị nghĩa nè. Đều ha. Rồi. Để luôn nha quý vị. Đây cũng có cái củ nở đây ha. Rồi, giá luôn. Giá là 2.900.000. 2.900 quý vị. Đó, bông thì quý vị thấy mặt bông luôn rồi đó. Rồi, xuống cây. Em rộng rồi đó. Cây số 2 cao tầm khoảng 1m5 hay tới ngang 1m4. Rồi, hoành luôn. Hoành là 23. 23 hoành. Rồi, quý vị mình ghé tay cành em nó ha. Tay cành xè ngang thôi nè quý vị. Rồi, xuống đế luôn ha. Đế nè. Nôm nè ha. Giá là 800 ngàn. 800. Bao ship luôn có 800 thôi quý vị, giá yên thương luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Cây số 3. Mã số 3. Bông trang, này trang cao là 89 ha. Vàng nha quý vị. Ngang là 75. Rồi, hoành. Hoành là 15. Rồi, xoay xoay luôn. Trang vàng nha quý vị. Này có cái cụ đế nè. Em dùng sự nó cái gần nền. Không có cho vô buộc. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Vô. Trên này giá là 300 ngàn. 300, rồi, xuống cây. Cây số 4. Số 4. Cao là 1m. Trang vàng luôn nha. Ngang là 76. Hoành là 17. Rồi, xoay xoay luôn. Rồi, cụ đế. Giá là 300 ngàn. 300, rồi, xuống cây. Số tiếp theo. Cây số 5. Số 5. Cao là 84. Ngang là 62. Rồi, hoành luôn. Hoành là 17. 17 hoành. Tàn tròn luôn ha. Rồi, cụ đế đây quý vị. Giá là 300 ngàn. Rồi, 300 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Cây số 6. 6. Cao là 1m1. Ngang là 74. Rồi, hoành luôn. Hoành là 17. Rồi, xoay xoay. Rồi, xuống dưới luôn nha quý vị. Hoành 17 hoành luôn ha. Hoành cũng bự bự không đây ha. Giá là 350 ngàn. Rồi, xuống cây. Cây số 7. Số 7. Cao là 90. Cao. Ngang là 64. Rồi, hoành 18. Hoành 18 ha. To hơn mấy hôm kia xíu, to hơn Phật. Này có củ có đế nè. À, này đẹp hơn này nha. À. Giá là 350 ngàn. Rồi, 350 ngàn. Rồi, xuống cây. Cây số 8. Cao là 84. Ngang là 90. Rồi, hoành luôn. Hoành là 18. Tất cả những bông trang hồi nãy giờ toàn màu vàng ha, bông màu vàng hết nha quý vị. Rồi. Để luôn à quý vị, có cái cụ đen. Giá là 300 ngàn. Rồi, 300. Rồi, xuống cây. Cây số 9 là cây mai vàng. Rồi, giờ bắt đầu là lên mai nha. Quý vị.
cao là khoảng 1m3, tán ngang là 1m2. Hoành luôn. Hoành là 21. Rồi, xây xây luôn. Lô mai này bông rất đẹp nha cô chú anh chị. Vậy bông trổ nè. Em quay qua ha. Dừng cái gì? Vì nó cũng trổ cũng nhiều lên nè. Năm cánh bầu ha. Ở đây thì cũng 2 4 6 8 cánh cũng có ha. 5 cánh, 8 cánh. Đây thì có 10 cánh ở đây luôn ha nè. Rồi, quý vị mình nghĩ tới cành ha. Nói chung là mai giáo hạt thì nó trổ bông vậy đó quý vị. 5 đến 10 cánh ha. Rồi, để nè. Để đẹp thân lắc lượng luôn ha. Cây số 9 này giá 1.300.000. Rồi, 1.300.000. Rồi, ok. Rồi, mã số tiếp theo. Cây số 10 cao khoảng 1m3 ha, tán ngang 1m4 luôn. Bông cũng trổ từ 5 đến 10 cánh luôn. Hoành 21. Trổ đẹp luôn nè. Rồi vì nghĩa đời đường thân với tay cạnh nó trước ha. Lát lên vô xem mặt bông ha. Rồi dừng lại luôn. Đây quý vị. À. 5 đến 10 cánh ha. Bông đẹp. Cánh bầu ha. Thân lắc lượng luôn. Để đầy đủ ha quý vị, muốn mặt à, đủ hết trơn nè. Rồi, giá luôn như đem. Giá 1 triệu cây số 10. 1 triệu thôi quý vị. Đó, bông quý vị thấy rồi đó ha. Rồi, xuống cây. Bông đẹp không ha. Cây số 11 cao tầm khoảng 1m2. Rồi. Tán ngang 1m3. Thì bông cũng từ 5 đến 10 luôn nha quý vị, bông trổ đẹp không nè. Hoành là 25. Rồi, 25 hoành. Vì xem mặt bông luôn ha. Dài dài bên đây cũng vậy, nhưng cái gì em này trổ bông cũng đều lắm ha. Nhiều cánh, rất đều. Đó, hầu như bông nào cũng nhiều cánh hết trơn. Rồi, xuống đế ha. Đó, thân lắc lượng nè. Đế thì bự nè, nguyên bệ hết sức đây ha. Giá là 1.400.000. Rồi, 1.400.000. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Cây số 12, cao khoảng 1m3. Tán ngang là 1m2. Có bông luôn. Hoành 20. Rồi, cũng như mấy em kia luôn, quý vị bông từ 5 đến 10 cánh luôn ha. À, bông bự bự không ha. Rồi, quý vị. 5 cánh, 10 cánh ha, đủ cỡ ha. Rồi quý vị nhớ tay cành. Nhìn tay cành đều quá quý vị. Đó. Rồi đế luôn. Đây, đế nè, cũng đặt ngẹt dưới đây trơn ha. Quá xa đế luôn. Giá là 1 triệu. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Cây 13. Số 13. Cao 1m. Rồi. Tán ngang là 78. Hoành là 19. Rồi, xây xây luôn. Rồi, quý vị nghĩ tay cạnh em đó ha. Thân lắc lượng đẹp luôn ha. Có củ, có đế luôn. Đây, củ đế nó nè quý vị. Giá là 800.000. Rồi, 800. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 14. Cây 14. Cao cũng 1m. Tán ngang 1m1. Rồi, hoành luôn. Hoành 18. Rồi, xây xây luôn. 8 hoành. Đó, thân lắc lắc luôn. Rồi, cái gì nghe đế ha. Để lực hả quý vị, bốn mặt có đủ hết trơn ha. Đó. Giá là 850.000. Rồi, 850.000. Rồi, xuống. Cây 15, rồi, cao khoảng 1m1. Tán ngang là 1m3. Rồi, hoành luôn.
Hoành là 19. Rồi, xoay xoay. Em này bông cũng đẹp nè nha quý vị. Cũng 5 đến 10 cánh nha. Nè, đây có hai cái bông. Đây ha. Ở dưới cái bông nữa nè. Quá xá ha, quá xá cánh đây ha. Vì an tâm nha quý vị. Thì thường thì mai giáo hạt thường thường nó 5 đến 10 cánh vậy ha. Đây, để quý vị. Ở đây thì còn to to ha, thân lắc ha. Giá là 1.200.000. Rồi, 1.200.000. Xuống cắt. Cây 16, cao khoảng 1m4. Nó ngang 1m2. Rồi, hoành luôn. Hoành 17. 17 hoành. Rồi, quý vị nhớ tay cành ha, quý vị từ trên xuống ha. Mấy em này cũng vậy nè. Bông quý vị thấy nè. Đó ha, nhiều cánh không ha. Ổn đều quá, nhiều cánh đều lắm ha. Dài dài bên đây cũng vậy nè. Đây thêm cái bông nó đây ha. Đó, bông đẹp ha. Vì an tâm về mặt bông nha quý vị. Đó, dán lắc. Để luôn. Giá là 750.000. Rồi, 750.000 quý vị. Rồi, xuống cây. Cây 17 cao khoảng 1m2, tán ngang 1m2, hoành 16. Rồi, xây xây luôn. Rồi, quý vị nghĩ ha, tay cành. Rồi, quý vị nghĩ đường thân luôn. Chú ý đường thân đoạn dưới đây ha. Lắc, để luôn. Để đều ha, bốn mặt có đủ, cộng nào to to không ha. Chống chịu tôi có luôn ha. Giá là 750.000. Rồi, xuống cây. Cây 18 cao khoảng 1m, tán ngang 80. Rồi, hoành luôn. Hoành 18. Rồi, xê xê. Rồi, quý vị nhớ tay cành ha. Rồi, đường thân. Rồi, để luôn nha quý vị. Giá là 650.000. Để nôm ha, tại đều. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Cây 19 cao khoảng 1m, tán ngang 1m1. Rồi, hoành luôn. Hoành 17. Rồi, xoay xoay. Rồi, quý vị nghe tay cành em nói ha, 17 hoành nha quý vị. Rồi, để luôn ha. Thân lắc, mỗi cái lắc có tay cành hết trơn. Giá là 700.000. 700. Rồi, xuống cây. Cây 20 cũng là cây cuốc của em ha. Cao 1m1, tán ngang 75. Hoành 16. Rồi, xoay xoay luôn. Ông đậu cánh to quá ha. Cánh chán luôn, cánh bầu bự luôn. Đặt xuống đế nha quý vị. Đế nè, đế cũng đẹp quá nè ha. Qua xa bầu đế đây. Giá là 700.000. 700 mà quý vị, yêu thương ha. Cuối cùng em cảm ơn anh Tấn, cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Em rất mong cô chú anh chị em mình tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới. Em cảm ơn nhiều luôn ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Lít chào.